Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho rằng ông Fauci khai mang và được gã khổng lồ công nghệ chống lưng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng khi điều trần trước Quốc hội, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn chính về bệnh truyền nhiễm của chính quyền ông Biden, đã khai mang về khả năng tăng chức năng của virus corona. Ông Cruz cũng tin rằng ông Fauci không hề đơn độc, phía sau ông là bộ máy vận hành độc quyền ngôn luận của những gã khổng lồ công nghệ như Facebook. Thượng nghị sĩ Rui cũng cho rằng ông Fauci đã đưa ra lời khai sai sự thật. Nhưng không chỉ một mình ông Fauci làm chuyện lừa dối người dân Hoa Kỳ. Vấn đề hợp tác giữa các công ty công nghệ lớn đứng sau ông ấy và chính phủ cũng là một khía cạnh đáng được quan tâm. Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Rui cũng nhận định những gì tiến sĩ Fauci nói vào hôm thứ Hai khác với những gì ông ấy nói hôm thứ Ba. Nhưng đừng lo, những gì ông ấy nói hôm thứ Tư cũng gần như chắc chắn sẽ khác. Tôi phải nói rằng số lượng lớn các thư điện tử bị lộ rõ ràng cho thấy điều này. Ông Rui cũng lấy làm tiếc rằng chính phủ Biden sẽ không bắt những gã khổng lồ công nghệ phải chịu trách nhiệm bởi các công ty này đang hoạt động vì lợi ích của chính phủ Biden. Thượng nghị sĩ Rui cũng cho rằng việc các công ty công nghệ lớn can thiệp vào hoạt động của chính phủ là rất nguy hiểm. Nhưng điều này cũng có thể được dùng làm bằng chứng buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý và hủy bỏ tư cách độc quyền với tư cách là một công ty tư nhân. Yeah.